Xin chào cô chú anh chị, hôm nay Tuấn Gia Nhật Cần Thơ lại tiếp tục lên video mới. Video của Tuấn Gia Nhật Cần Thơ lên vào lúc 19 giờ và 12 giờ hàng ngày. Cô chú anh chị đón xem và lựa cho mình những cái sản phẩm ưng ý nhất nhé. Và chuyển khoản trước thì shop sẽ miễn phí ship. Đối với những mặt hàng giảm giá thì phí ship 30. Shop có để số điện thoại dưới video, cô chú anh chị gọi điện trực tiếp hoặc nhắn tin hoặc nhắn tin qua Zalo đều được. Đầu tiên ngày hôm nay đó là một chiếc túi đeo chéo thương hiệu Catello, kích thước bề ngang 33, chiều cao 26 và cái bề dày là 9 để mình đeo chéo, khá là đẹp ha. Và cái dây đeo chéo là chất liệu là vải dù chắc chắn. Và ở đây mình sẽ mở ra như thế này, thì bên trong nó sẽ có một ngăn ở đây và một ngăn đây và một ngăn đây và một ngăn đây, có rất là nhiều ngăn. Ở đây nó sẽ có hai cái nút hít 500 hít lại với nhau. Thương hiệu Catello, chụp nổi trên cái miếng da đây, đường may tinh tế chắc chắn. Ở đây hình con cá sấu ha, thương hiệu Catello chụp nổi trên miếng da. Và một ngăn ở đây hít 500, bên trong lót sạch đẹp dập hiệu thương hiệu. Và ở đây nó sẽ có một cái ngăn ở đây lót sạch đẹp ha, dập hiệu thương hiệu. Và ở đây một ngăn ở đây thì bên trong nó sẽ có một ngăn ở đây để mình đựng cặp visit, giấy tờ tùy thân, ở đây đựng bút đựng viết ha. Và một ngăn nhỏ ở đây đựng những vật dụng nhỏ. Và một ngăn ở đây lót bên trong là sạch đẹp và thương hiệu Catello, hình con cá sấu dập nổi trên cái miếng da. Và một cái khóa cá miệng ở đây lót sạch đẹp hết. Và bên và một ngăn ở chính giữa đây lót sạch đẹp để mình hít 500 lại, rất là ok. Và lên giùm em một cái mã 5544 ha, 590k. Và kế đến là một chiếc cặp laptop da thật 100% dập vân kỳ đà, khá là đẹp ha, màu nâu sô-cô-la rất là chất. Kích thước bề ngang, bề ngang là 37, chiều cao là 27 và cái bề dày là 7 ha, để mình xách tay và mình đeo chéo đều được. Da thật 100%, rất là dày. Và cái thương hiệu Rain Woofer dập nổi trên cái miếng da đây. Và một ngăn ở đây có một cái khóa kéo miệng ở đây ha, một ngăn ở đây. Và một ngăn ở đây nó sẽ có một cái khóa kéo miệng ở đây. Da rất là dày dặn và chắc chắn. Lót bên trong ha, là lót vải sạch đẹp dập hiệu thương hiệu. Và ở đây nó sẽ có một cái ngăn ở đây để đựng laptop ha. Và ở đây để mình gài lại. Và một ngăn ở đây dập hiệu thương hiệu, rất là chắc luôn ha. Và có một cái khóa kéo miệng ở đây. Lót bên trong là sạch đẹp dập hiệu thương hiệu hết. Và một ngăn ở đây, ngăn ở đây mình có một cái khóa kéo miệng ha, bên trong là lót sạch đẹp dẹp hiệu thương hiệu hết. Nên giùm em một cái mã là 5491 690k. Và kế đến là một chiếc túi du lịch kích thước bề ngang là 39 ha, chiều cao là 28 và cái bề dày là 19 để mình xách tay như thế này, mình đựng một vài bộ đồ ha, từ 2 đến 4 bộ đồ. Và ở đây nó sẽ có một cái khóa cái miệng này, lót bên trong là lót da ha, sạch đẹp. Và cái thương hiệu dập nổi trên khen khóa ha, vàng ươm đây, cái thương hiệu dập nổi trên cái khóa. Và phía trước thì phối một cái hình hoa văn. Và ở đây
cái thương hiệu dập nổi trên cái miếng da. Và ở đây nó dạng một cái ngăn ở đây, có một cái ngăn ở đây là bự nhất ha, và một ngăn ở đây có khóa kéo miệng ha, và thương hiệu dập nổi trên cái miếng da đây. Và ở đây nó sẽ có hai cái nút để mình gài lại như thế này ha, giữ cho chiếc túi mình nó chắc chắn ha. Có hai cái nút mình khi mình kéo khóa thì mình có thể gài lại như thế này. Đó. Đây lấy là một chiếc túi. Và lên giùm em một cái mã ha. Cái mã nó bị rớt vô trong này. Lên giùm em một cái mã là 5636 690k, một chiếc túi du lịch. Và kế đến là một chiếc túi đeo chéo da thật 100%, thương hiệu Nokan. Kích thước bề ngang 28, chiều cao là 8, chiều dày là 8, chiều cao là 30. Thương hiệu Nokan dập nổi trên cái miếng da ha, này màu vàng bò rất là đẹp để mình xách tay và mình đeo chéo đeo được. Cái dây đeo chéo là chất liệu là vải dù ha, chắc chắn. Và ở đây nó sẽ có một cái ngăn ở đây, hít 500, lót sạch đẹp ha. Và một ngăn ở đây, sạch đẹp. Và một ngăn ở đây là bự nhất, độ mới khoảng 80%. Để mình xách tay và mình đeo chéo đều được ha. Ở đây bên trong nó sẽ có một ngăn ở đây. Và một ngăn ở đây có một cái khóa kéo miệng ở đây. Và cái thương hiệu Nokan dập nổi trên cái miếng da. Để mình xách tay và mình đeo chéo. Lên những cái mã là 5377 ha, 490k. Và kế đến là một chiếc túi, một chiếc cặp laptop ha, hiệu Red Dragon Lee, da thật 100%, phía trước dập vân, độ mới khá là cao, độ mới khoảng 80-85%. Kích thước bề ngang là 40, chiều cao là 30, và cái bề dày là 7 ha. Để mình xách tay và mình đeo chéo, thương hiệu Red Dragon Lee dập nổi trên cái miếng da đây. Và ở đây nó sẽ có một cái ngăn ở đây, lót bên trong là sạch đẹp. Và cái dây đeo chéo chất liệu là vải dù ha, chắc chắn. Và một ngăn ở đây, một ngăn ở đây là bự nhất ha. Bên trong nó sẽ có một cái ngăn ở đây để mình đựng laptop. Và một ngăn ở đây là bự nhất. Và một ngăn, hai ngăn nhỏ ở đây, thương hiệu Red Galley dập nổi trên cái miếng da. Và một ngăn ở đây có khóa cáo nguyện ha, lót sạch đẹp hết. Lên giùm em một cái mã 5531 ha, 590k. Và kế đến là một chiếc túi xách tay và đeo chéo da thật 100%, thương hiệu Step God. Kích thước bề ngang 37, chiều cao 26, và cái bề dày là 9, xách tay và đeo chéo đều được ha. Và độ mới khoảng 80%. Ở đây nó sẽ có một cái ngăn ở đây, có một cái khóa kéo miệng ha. Lót bên trong là lót vải sạch đẹp, và cái dây đeo chéo là chất liệu là vải dù, chắc chắn ở đây. Và khoen khóa còn rất là ok. Và một ngăn ở đây là bự nhất, bên trong nó có một cái ngăn ở đây để đựng laptop. Và một ngăn ở đây có một cái khóa kéo miệng ha. Và thương hiệu Stepwork dập nổi trên cái miếng da. Và một ngăn ở đây sạch đẹp hết. Và ở đây nó sẽ có một cái ngăn ở đây nữa ha, lót sạch đẹp hết. Và một ngăn ở đây, được 3 ngăn. Lên giùm em một cái mã là
5129 nha. 490k. Và kế đến là một sản phẩm, một cặp laptop da thật 100% màu xanh, thương hiệu CK, kích thước bề ngang 37, chiều cao là 27 và cái bề dày là 7 để mình xách tay và mình đeo chéo đều được ha. Ở đây nó sẽ có một cái ngăn, có một cái khóa cáo miệng, đẹp hiệu thương hiệu CK và cái dây chất liệu là vải dù chắc chắn, và một cái ngăn ở phía trước độ mới khoảng 80%, một cái ngăn ở đây lót sạch đẹp, dẹp hiệu thương hiệu, và một ngăn ở đây bên trong lót sạch đẹp ha, dẹp hiệu thương hiệu, và đây hai ngăn ở đây thương hiệu CKI dẹp nổi trên cái miếng da, và một cái khóa kéo miệng ở đây lót sạch đẹp, và ngăn một ngăn ở đây để đựng laptop, chống sốc cho laptop. Và đây là miếng test da ha, da thật 100%, dày dặn và chắc chắn. Lên giùm em một cái mã CKI ha, lên giùm cái mã là CKI 590k. Và kế đến là một chiếc túi đeo chéo da thật 100%, thương hiệu Hotwin, da dày dặn và chắc chắn, bề ngang là 28, chiều cao là 28 và cái bề dày là 6 để mình đeo chéo rất là ok ha. Da thật 100%, dày dặn và chắc chắn, cái chất liệu dây đeo chéo là vải dù chắc chắn, thương hiệu Hotwin, dập nổi trên cái miếng da đây. Và ở đây nó sẽ có một cái khóa cáo miệng ha, lót bên trong là sạch đẹp, và một ngăn ở đây lót bên trong sạch đẹp hết ha, có một cái khóa cáo miệng ở đây, và một ngăn ở đây nữa sạch đẹp ha, một ngăn ở đây có một cái khóa cáo miệng sạch đẹp hết, da thật 100%, bên trong lót vải sạch đẹp ha, hai ngăn ở đây và một ngăn ở đây sạch đẹp hết. Lên những cái mã là 5571 ha, 550k. Và cái đến là một chiếc túi xách tay và đeo chéo da thật á, thương hiệu Bostanten, kích thước bề ngang là 26, chiều cao là 28, bề ngang là 29 chứ, bề ngang là 29, chiều cao là 28 và cái bề dày là 8 để mình xách tay và mình đeo chéo, thương hiệu Bostanten, dập nổi trên cái miếng kim loại ha. Và cái dây đeo chéo là chất liệu là vải dù chắc chắn. Ở đây nó sẽ có một cái ngăn ở đây, lót bên trong sạch đẹp, dập hiệu thương hiệu Bostanten, và một ngăn ở đây lót sạch đẹp, thương hiệu Bostanten, dập nổi trên cái miếng kim loại ha. Và một ngăn ở đây, và bên trong nó sẽ có một ngăn này, có một cái khóa cáo miệng, và bên trong là lót sạch đẹp hết, và một ngăn ở đây sạch đẹp, da thật 100%. Lên nhìn mê một cái mã là 5362 490k. Kế đến là một chiếc túi xách tay da thật 100%, kích thước bề ngang là 26, chiều cao là 23 và cái bề dày là 13 để mình xách tay như thế này, hoặc mình đeo vai dạng cặp nách đều được ha. Da thật 100%. Ở đây nó sẽ có một ngăn ở đây, lót bên trong mà lót vải sạch đẹp, và da một ngăn ở đây nó sẽ có một cái nút để mình mở ra như thế này, thì bên trong nó sẽ có một ngăn ở đây và một hai ngăn ở đây sạch đẹp ha, và một cái khóa cái miệng ở đây, lót bên trong là lót vải ha, vải nhung, và một ngăn ở đây nữa mình đựng đồ rất là chắc chắn ha, như thế này. Đây có một cái nút để mình gài lại ha, khoen khóa, còn rất là đẹp. Lên giùm em một cái mã là
5596 ha, 390k. Và kế đến là một chiếc túi xách tay da thật 100% thương hiệu Goldian, dập vân 6, đựng laptop rất là ok ha. Kích thước bề ngang là 36, chiều cao là 28 và cái bề dày là 8 để mình xách tay và đeo chéo được. Thương hiệu Goldian, dập nổi trên cái miếng da. Đây là dập vân cá sấu và một nó sẽ có hai ngăn ở đây, một ngăn ở đây và một ngăn ở đây, nó sẽ có hai cái nếp khách 500 ở đây, khách lại như thế này. Và một ngăn ở đây là bự nhất để mình đựng đồ. Bên trong nó sẽ có một cái miếng test da, da thật ha. Và hai ngăn ở đây và ở đây đựng bút, đựng viết. Và một ngăn ở đây để đựng laptop, chống sóc trên laptop ha. Đây, mình để laptop ở đây, mình sẽ có nút để mình gài lại để chống sóc trên laptop. Và một cái khóa kéo miệng ở đây nữa. Da thật 100% hết, dày dặn và chắc chắn. Dập quân 6 thương hiệu Goldian. Lên dùm em một cái mã là 5494 690k. Và kế đến là một chiếc túi đeo chéo thương hiệu Carfen, màu nâu sô-cô-la khá là đẹp. Mình có thể đựng được tầm 1-2 bộ đồ, rất là ok ha. Bề ngang là 37, chiều cao là 30 và cái bề dày là 12, đeo chéo rất là ok. Thương hiệu Carfen, dập nổi trên cái miếng da đây. Và ở đây nó sẽ có một cái khóa kéo miệng ở đây, lót bên trong sạch đẹp, dập hiệu thương hiệu Carfen của Pháp. Thương hiệu Carfen là một cái thương hiệu khá là xịn sò ha. Và một ngăn ở đây, lót bên trong là sạch đẹp hết ha, dập hiệu thương hiệu. Và một ngăn ở đây, ở bên trong là dập hiệu thương hiệu hết. Và một ngăn ở đây, đây là miếng tết da. Và một ngăn ở đây, ở đây thì mình sẽ đựng bút nè, đựng viết. Và một ngăn ở đây, dập hiệu thương hiệu Carfen hết. Đây đựng cạc visit, giấy tờ tùy thân, rất là ok. Và một ngăn ở đây có một cái khóa kéo miệng ở đây. Và ở đây nó sẽ còn có một cái ngăn nhỏ nữa ha. Lót bên trong là lót vải sạch đẹp hết. Và thương hiệu Carfen, để mình đeo chéo rất là ok ha. Và cái dây đeo chéo kết hợp giữa da và vải dù chắc chắn. Lên dùm em một cái mã là 5583 ha, 490k. Và kế đến là một chiếc cặp da bò, da bò ha, da mộc, rất là dày dặn và chắc chắn. Cặp này rất là bự ha, độ mới khá là cao. Bề ngang là 44, chiều cao là 34 và cái bề dày là 13, để mình xách tay như thế này. Và ở đây nó sẽ có hai cái ngăn, mình mở ra như thế này thì bên trong, bên trong nó sẽ có một ngăn ở đây. Và đây là da nè, da nguyên miếng nha, nguyên một cái tấm da rất là dày, da mộc. Và một ngăn ở đây, có một cái khóa kéo miệng ở đây ha. Và một ngăn ở đây, ở đây đựng bút, đựng viết. Và một ngăn ở đây, bên trong là da, da thật ha, da bò, mình không có lót luôn. Da rất là dày. Và độ mới của chiếc túi này còn khá là cao ha, 80%. Lên giùm em một cái mã 5441 ha, 790k. Một chiếc cặp da mộc. Và kế đến là một chiếc túi xách tay thương hiệu Soco, da thật 100%, để mình xách tay thôi. Không có dây đeo chéo. Kích thước bề ngang là 36, chiều cao là 25 và cái bề dày
là 8. Thương hiệu Soco dập nổi trên cái miếng da này. Và ở đây nó sẽ có một cái nút hít 500 ở đây. Lót bên trong là lót vải sạch đẹp. Dập hiệu thương hiệu Soco. Và ở đây mình mở ra như thế này. Thì bên trong nó sẽ có một ngăn ở đây. Và một ngăn ở đây có một cái khóa kéo miệng ở đây. Và bên trong là lót vải ha, dập hiệu thương hiệu Soco. Và một ngăn ở đây sạch đẹp hết. Lên giùm em một cái mã ha. Hôm nay shop sẽ giảm giá chiếc túi này để mình lựa chọn ha. Lên giùm em một cái mã là 4948. Hôm nay shop sẽ giảm còn 350k ha. Ở đây nó sẽ có một cái nút nữa. 4948 350k. Và kế đến là một chiếc túi đeo chéo. Da thật 100%. Kích thước bề ngang. Bề ngang là 29, chiều cao là 30. Và cái bề dày là 8. Để mình xách tay. Và đeo chéo đều được, chất liệu dây đeo chéo là vải dù chắc chắn. Đây mình xách tay như thế này và mình đeo chéo ha. Ở đây nó sẽ có một cái nút hít 500, hít lại rất là chắc chắn. Ở đây là dập vân sọc caro và độ mới khoảng 80%. Và phía sau nó sẽ có một cái ngăn ở đây, có một cái khóa kéo miệng ha, lót sạch đẹp đây. Và một ngăn ở đây nữa. Bên trong là lót vải ha, một ngăn ở đây và một ngăn ở đây có một cái khóa kéo miệng ha, lót sạch đẹp hết. Và thương hiệu đây, da thật 100%, hai ngăn đây và một ngăn đây đựng bút đựng viết, có một cái khóa kéo miệng ở đây, lót sạch đẹp hết ha. Để mình xách tay và mình đeo chéo đều được, da thật. Lên giùm em một cái mã là 5090 ha, 490 giảm còn 590 giảm còn 400. Và kế đến là một chiếc túi xách tay. Xách tay mình và mình đeo vai ha. Kích thước này là phom trống ha. Kích thước bề ngang là 33, chiều cao là 20. Và cái bề dày là 12. Để mình xách tay và mình đeo vai. Và ở đây nó sẽ có một cái ngăn ở đây, lót bên trong là lót vải ha. Và một ngăn ở phía sau, lót bên trong là sạch đẹp. Và một ngăn ở đây nữa, bên trong là sạch đẹp hết ha. Một ngăn đây và một ngăn đây. Và thương hiệu Gilly dập nổi trên cái miếng da. Và một ngăn ở đây có một cái khóa kéo miệng ha, lót sạch đẹp. Lên giùm em một cái mã là 5279 ha, 390k. Hôm nay shop sẽ giảm còn 300. 5279 300k. Và kế đến là một chiếc túi phơm trống. Để mình xách tay. Kích thước bề ngang là 31, chiều cao là 22 và cái bề dày là 12. Để mình xách tay như thế này, mình có thể bỏ một hai bộ đồ rất là vintage ha. Hoặc là mình đi làm công sở mình xách thứ này cũng rất là ok ha. Một ngăn ở đây. Và chất liệu là da canvas của hãng này, dập hiệu cái thương hiệu Itara. Và một ngăn ở đây có một cái khóa kéo miệng ha, lót bên trong sạch đẹp ở đây. Một ngăn ở đây và một ngăn ở đây có một cái khóa kéo miệng ở đây. Và một ngăn ở đây. Chất liệu da canvas thì nó sẽ có ưu điểm là nó sẽ chống thấm nước ha, chống thấm nước. Lên giùm em một cái mã là 5305,
Hôm nay shop sẽ giảm còn 350 ha. 5305 350k. Và kế đến là một chiếc túi sách tay. Form này là form vuông ha, form hình chữ nhật, khá là xinh xắn, chất liệu là da trần trám, da thật 100%, có thương hiệu SR. Kích thước bề ngang, bề ngang là 25, chiều cao là 14 và cái bề dày là 13, để mình xách tay như thế này khá là đẹp ha. Và chất liệu là da trần trám, mình mở ra như thế này thì bên trong nó sẽ có full da ha, bên trong là lót da luôn. Và một ngăn ở đây có một cái khóa cao miệng ở đây, và thương hiệu thì dập nổi trên cái khiến kim loại ha, để mình xách tay này. Da trần trám khá là đẹp ha. Lên giùm em một cái mã là 5617 ha, 490k. Và kế đến là một chiếc túi đeo chéo da thật 100%, Nina Rissi, nhỏ gọn và vintage, da thật, và mình có thể để vừa điện thoại và ví tiền. Bề ngang là 20, chiều cao là 18 và cái bề dày là 6, để mình đeo chéo thương hiệu Nina Rissi, da thật 100% ở đây. Và ở đây là màu vàng khá là đẹp ha. Và cái dây đeo chéo là chất liệu là da, mình có thể tăng đưa ra được thêm nữa ha. Và ở đây mình mở ra như thế này, ở đây nó hít 500, bên trong là lót da ha, sạch đẹp, thương hiệu Nina Rissi, rất là VIP ha, và xịn sò Nina Rissi. Một cái khóa kéo miệng ở đây. Lên giùm em một cái mã ha, 5614, 390k. Và kế đến là một chiếc túi sách tay, da là đĩa thật 100%, da là điệu thật ha, độ mới khoảng 75-80%, da là điệu da, mình có thể mình xách tay hoặc mình đeo vai dạng kẹp nách, khá là vintage. Bề ngang là 30, chiều cao là 21 và cái bề dày là 12, để mình xách tay và mình đeo vai đều được, da thật. Và đây nó sẽ có một cái khóa kéo miệng ở đây, lót bên trong là lót vải sạch đẹp. Ở đây một ngăn và ở đây một ngăn ha. Và ở đây mình mở ra như thế này thì bên trong nó sẽ có một ngăn bự ở đây, bên trong là lót vải ha, hai ngăn ở đây và một ngăn ở đây, có một cái khóa kéo miệng và hai ngăn ở hai bên, lót sạch đẹp hết ha, da thật 100%. Lên giùm em một cái mã là 3200 ha, 1.100.000, giảm còn 700k. Một chiếc túi xách tay và da đà điểu ha, khá là đẹp. Và kế đến là một chiếc túi xách tay và đeo chéo, một chiếc cặp laptop ha, thương hiệu Finos, kết hợp giữa da và vải dù, kích thước bề ngang là 38, chiều cao là 31 và cái bề dày là 10, xách tay và đeo chéo đều được, thương hiệu Finos, dập nổi trên cái miếng da này. Và ở đây nó sẽ có một ngăn ở đây, lót bên trong là lót vải sạch đẹp ha, và một ngăn ở đây có một cái khóa kéo miệng ha, lót sạch đẹp, và một ngăn ở đây kết hợp giữa da, da phía trước và phía sau là vải dù chắc chắn. Ở đây nó sẽ có một ngăn ở đây để mình đựng laptop, và một ngăn ở đây và một ở đây đựng bút, đựng viết cái thương hiệu dập nổi trên cái miếng da đây. Và một ngăn ở đây có một cái khóa kéo miệng ha, lót sạch đẹp hết. Lên giùm em một cái mã
54 ha, 54 49 ha, 590k. Hôm nay sẽ shop sẽ giảm còn 409 ha. 54 49. 490k. Và kế đến là một chiếc túi. Xách tay và đeo vai. Form to te ha, để mình xách tay lên thôi. Và chất liệu là da. Bề ngang là 30, chiều cao là 21 và cái bề dày là 11 ha. Đây. Để mình xách tay lên như thế này. Form to te ha. Và ở đây bên trong thì đơn giản như vậy ha, bên trong lót sạch đẹp hết. Nó chỉ rất là đơn giản như vậy thôi. Để mình xách tay và mình đeo qua. Phên giùm em một cái mã 5220, 250, giảm còn 150. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem video ngày hôm nay. Video của em lên vào lúc 19 giờ hàng ngày. Cô chú anh chị đón xem và lựa cho mình những cái sản phẩm ưng ý nhất nhé. Tạm biệt cô chú anh chị.